Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 8 giờ 10 phút. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2024. Kính chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài cũng như linh kiện về radio cassette, băng cassette, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Chuẩn bị ngày hôm nay thanh lý cái cục giàn này với một mức thóc 200.000 đồng. Đang nói ai ui tốt. Sáng ra nhưng mà hơi nóng một chút. Để hạ hỏa. Thì trân trọng kính mời các thượng đế chia đá. Báo cáo với lại các thượng đế. Băng cassette địa chỉ tới huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Băng cassette tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Băng cassette tới huyện Hoài Đức, thủ đô Hà Nội. Mỹ loa đài Sony 710 tới huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trân trọng giới thiệu với các thượng đế một combo băng cassette. Combo này có 6 cuộn. Đây là những cuộn băng tự mình thâu. Đây là những đệ tử văn võ song toàn của lão nông Tri Điền. Cuộn thứ nhất, chế linh áo người trinh nữ. Áo người trinh nữ. Cuộn thứ hai, liên khúc tuấn vũ. Liên khúc tuấn vũ 1-2. Cuộn thứ ba, tứ quý đặc biệt. Tuấn vũ thiên trang. Rồi là có mấy ca sĩ nữ nữa hát ở trong cuộn băng này. Mấy ca sĩ nữ hát ở trong cuộn băng này đẹp lắm. Giọng hát thì hay mà người thì đẹp. Chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương. Nghe tiếng hát nên biết người đẹp. Cảm nhận thế thôi. Mà đẹp thật đấy. Xem ở cái băng có hình là những ca sĩ này đẹp lắm. Cuộn này là cuộn thứ tư, Thanh Tuyền Hương Lan. Cuộn này là cuộn thứ 5, Ngọc Sơn. Ngọc Sơn hát những bài hát năm 90, thập niên 90. Cuộn này là cuộn thứ 6, Moren Tucking và Boney 79. Tức là một mặt là nhạc Boney 79, một mặt là Moren Tucking. Điểm danh lại, áo người trinh nữ, liên khúc tuấn vũ, tứ quý đặc biệt, Thanh Tuyền Hương Lan, Ngọc Sơn, Moren Tucking và Boney 79. 6 cuộn này trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc rẻ nhất của đất, 50.000 đồng một cuộn. Bỏ ra 50.000 đồng một cuộn, mua về sử dụng được cả hai mặt. Chất lượng âm thanh thì vỗ đùi đen đét. 6 cuộn theo cách tính của người ở dưới xuôi là 300.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển, 6 cuộn băng. Còn những cuộn băng cụ tổ Maxen UD2 thì mình sẽ bố trí thời gian để mình lên sau. Trân trọng cảm ơn các thượng đế.